chân tinh thần thơ vượt bay núi thanh thành gió mau ca sa mạc vượt ngàn ngọn sông xô hiểm nguy ở phong lăng đồ vượt qua những trong gai biết bao đơn anh tài trở về vang danh hùng ngàn bát mạch chân kinh thần thơ. Ok mọi người, mới win rồi nha mọi người. Giờ đợi trận chung kết nha mọi người. Giờ bắt đầu gặp chung kết với Thiên á. Chung kết với Thiên nè mọi người. Số cao thủ cho anh em xem. Quỳnh Ca nè, Tân Dũng Môn Thủy Yên nè, Tân Dũng Môn Thủy Yên nè. Cái này thì đặt móc 101 nè mọi người. Đặt móc 101 nè. Mặc định là 65. FPGN bang là đỉnh nhá. 65, cái món này đặt 101. 3 luôn mà. Ủa có thể 126 luôn rồi chứ. Càng khôn 2 cấp chứ này nữa là 126 luôn á. 126 luôn. Em ơi, ông chơi lại hả? Đang qua bên anh em á, đang chơi đó. Hiện tại chưa cho rã được thắng Mai Ngọc ơi. Rồi tăng trưởng môn không lung đao này nè mà có rất nhiều tăng trưởng môn tăng trưởng môn lòng con đao mắt option 35 củ sẽ đông ba không mới hai anh em chưa được môn ba tay Xuân Tinh 2 cấp 90 áo Như Tinh đai lưng Xuân Tinh đôi giày dù áo con lung đao nô một xe vòi nha nè nón thủ lý làm chồng căng cả mốt xong rồi mày giáp chủ lòng luôn kìa. Cái bàn 74 tơ bơ tăng trưởng môn các bạn. Sau khi lên tăng trưởng môn thì sẽ được một kêu 9x nha mày, một kêu 9x nha. Bóng 30-47 sẽ nâng bàn mát. Áo Đình Khái 3 cấp. Đại lương Đình Khái mắt option quá đẹp 50% 3 cấp 9x này mà. Tay thủ lý quanh vào tay cái hỏi chón. Nón cái hỏi chón và đôi giày thủ lý. Kháng cảnh 5. Kháng cảnh 10. Và đây là tăng trưởng môn tèo 36 này mà. Thiên nhẫn. Thiên nhẫn tèo 36. Hành sát nội công. Kinh nghiệm của hành chiến. Sát đồng bàn. Áo Nhung Tình một nón kháng họ chó bộ tay thủ lý lâm chậm đài thủ lý lâm chậm giày khấn lôi ấn tăng trưởng môn tăng 9x 1 cấp kháng cảm 5 người kháng cảm 4 và một người không kháng cảm 10 đúng rồi tầm đó nó may thằng Ngọc ơi đây là cao thủ giờ đang mít diêu này mà giờ đang cũng băng hát luôn nha một gia truyền cặp phong mắt option một áo đường góc 50 đai lưng cặp phong nhẫn lăng nhạc và một nón chống kháng hỏa vũ khí chống kháng hỏa bao tay phòng thủ lý lâm chậm ngọc bội thủ lý lâm chậm đây đôi giày khăn lôi
nhận thông bay phù hò chuyển hóa ngựa cái thức cả năm sinh lực và chín đít một cốc đó thì lúc mình rau không, lên đang một cốc mực nào cái đang một cốc vườn nó bị em cái nó kêu bán nhiều cái mình mới nói là thôi bây giờ nè đi quá dữ ông giờ ông nói một giá một vậy đây ngoài thiếu lâm dây chợ cầu nữa mà tăng những môn nữa mà bạn hát tăng những môn khá nhiều nữa mà để bữa nào Khải sẽ làm một video cụ thể. Thầy sẽ làm một video cụ thể từng ngạc cho anh em xem thống cơ từng ngạc và giá trị đồ cho anh em xem nha. Đây là một cái đao tứ không nha mọi người. Mắt option, một cái đao hơn 30 triệu nha mọi người, hơn 30 triệu nha. Rồi, một set 3. Nhưng mà thằng Đức Phương có chuyện lịch sự mà. Và một áo tứ không, mắt 50 2 cấp và 25. Một bộ tay tứ không 2 cấp. Đại lưng thủ lý lâm trận. Giày thủ lý lâm trận. Một nón thủ lý lâm trận full thủ nha mọi người. Một ấn tầng chủ môn, một cấp 9 nít. Cho anh em kỳ vậy không phải đâu. Kháng cả 5, ngựa kháng cả 1 và một con phi phong khả năng một con một cấp. Bạn hát khá nhiều tầng chủ môn, ít hôm Khải sẽ review từng ạc cụ thể và giá trị ạc cho anh em xem nha. Đây là Đức HN Lewis là Khải cũng làm video về cao thủ này rồi. Anh em xem sơ qua, đây là đường môn. Xin ông ba. Điều phát. Nó đi phát. Áo xăm hoa, một đại lưng băng hàng, một giày thủ giày chó kháng hỏa, một tay thủ lý lâm trầm và một khổng thức linh 2046, một ngựa kháng cảnh năm minh trụ chiến mã, một ấn không bay kháng cảnh năm và một phi phong kháng cảnh năm. Đó là đồ khá đó mình bán võ lâm minh chủ hai cấp tam nhãn sao... và một cái kỹ năng đạt 158 rồi mà nọ lên 158 rồi nè, tống kim 261 nha, nón điện phát và tay điện phát, áo xăm hòn đạt mắt 47, đôi đai lưng thiên quang và một giày kháng họ chón sinh khí, một set ông bang một phi văn kỹ năng một cấp, một ấn thủ lý 25 sinh lực 200 và bông tiêu và mặt nạ tăng thiên tử 2 cấp nha nè, 2 cấp 9x, 2 cấp 90. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô trận chung kết nha mọi người. Rồi ok, trận chung kết thôi. Ngày mai mấy giờ? Rồi ok, giờ chuẩn bị bắt đầu nha. Ta lừng danh đã khiến nhạn mông quang sẽ mãi mãi không về. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa. Từ hôm anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Mãi sáng sớm trên vai đời anh hùng, ta đi mang sáng lòng chân thiên hạ. Dù cho thế gian kia đổi thay, bao sông tiền phu đời trai. Đường ta đi bao nhiêu trong gai, từ đôi bàn tay một mai xứng danh. Mãi sáng sớm trên vai đời anh hùng, ta đi mang chí trai bình thiên hạ. Giáng sơn chẳng thể qua một chữ tình, ai hay một giáng long ta lừng danh, đã khiến nhạn mông quang sẽ mãi mãi không về. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa. Từ hôm anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Mãi sáng sớm trên vai đời anh hùng, ta đi mang dáng lòng chân thế gian. Anh hùng thiên long Bát Bộ, 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 anh hùng thiên long Bát Bộ. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa. Đường hùng anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Sáng sớm trên vai đời anh hùng, ta đi mang dáng lòng chân thiên hạ. Kiều phong khất đăng ngoài hàng long, cùng hư trúc tiêu sao thần thông. Lục bát kim lân ba muôn nơi, đoàn dư nội công hùng anh xứng danh. Ta tiếng lòng trái tim người anh hùng, cho nhiều chí trai thoát phiêu bạc.
về đại lý tô châu lạc dương phát lên bao ánh trùng lâu cùng một qua giáng nam chân lung và bao huyền uy tại phi đô miếu phong khi trần nguyên đã thông từng kinh mạch ta vương quay tống lưu đời anh hùng mạch chân kinh tranh thần thù kim mô bạch hồ rực sáng một trời mây điện kinh mật đạo phủ vây những chí trai không hề phai dốc toàn chân nguyên xung huyệt đạo võ lâm hùng anh có bát mạch thần thông thì ai sẽ là minh chúa giống như đường môn thiết liên tư sát cùng thiên nhân hay nga mi hóa long kinh thành đồ đông sao hay hoa tiên thúy yên đau cái bàn nội công sang lòng lấy lừng phiêu lòng giảng người quy thiên tam giới người thiên vương thương trong tay báo yên loan dài người côn lôn lôi cương phong xoáy sang sơ có lắm bát màu mới đã hội tụ bát mạch chân kinh tranh thần thù kim ô bạch hồ rực sáng một trời mây điện kinh mật đạo phủ vây những chí trai không hề phai dốc toàn chân nguyên xung huyệt đạo võ lâm hùng anh có bát mạch thần thông thì ai sẽ là minh chúa giống như đường môn thiết liên tư sát cùng thiên nhân hay nga mi hóa băng kinh thành đồ đông sao hay hoa tiên thúy yên đau ok anh ơi win chung kết rồi mà win ok quá đẹp à, cuối cùng giết được mạng Đông Phương rồi mà ok như vậy đã à, ok chung nhảy hẹn rồi đường môn thì me kê mấy giờ đang công lô đâu mà phải rồi muốn được Đông Phương như là cũng lô giờ đang vậy đó gòn đó đội phá dữ quá rồi win nha em ơi quá đẹp 50 kim cao vũ khí rồi nè mà ok anh em đang theo dõi thì quên đỡ lại khám lại sẽ ủng hộ cho em ơi và ngày hôm nay là ban hát đã lên ngôi vô địch 16 tuần này nha em ơi ngày 20/9 mọi người. Cảm ơn em đã theo dõi video nha. Đừng quên like, chia sẻ ủng hộ mạnh em ơi. Và giờ chúng ta sẽ trở lại với trận viêm đớ cuối ngày trong ngày hôm nay em ơi. Quá đẹp. Anh có viêm đớ nữa. Ok em ơi.